Thưa quý vị, hơn 40 năm qua, đất nước và người dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay để cưu mang và đón chào tất cả những người dân Việt lưu vong ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới cùng hội tụ về đây để cùng chung hưởng tự do và dân chủ nơi xứ người. Và giờ phút này đây, chúng con xin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta đồng hoan hỷ hướng về biểu tượng của Tổ quốc Hoa Kỳ để làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Giờ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Maybe.